đó, cái mẫu loa mà đang đứng đây em giới thiệu cho anh chị nha. Loa của đến từ thương hiệu Canayo K2002. Con này nó cũng có 3 màu để mình lựa chọn nha. Màu vàng, màu đen và màu xám nha. Con loa này thì nó bát 50, nó sở hữu bát 50, một bát, một mic, một chép, loa 3 đường tiếng nha anh chị. Đó, 3 đường tiếng. Là công suất em này, công suất mắc em này rất là lớn nha, công suất mắc là 2.200, bát 50, con loa này nó cao là 8.6 và nó nặng là 46kg ạ. Rất là chắc chắn nha, làm được bằng là thùng gỗ nè, gỗ sinh nhai chống trầy nè, ở trước là lưới thép sơn tĩnh điện đã mài bóng cho mình rồi nha, rất là chắc chắn nè, lưới này chắc chắn để bảo vệ những cái loa ở trong. À, con loa này nó có cái bo mặt ở trên đầu nha anh chị nha. Em sẽ giới thiệu chi tiết đến anh chị, như có hai cổng USB nè, một cổng hệ nhớ nè, hai cổng guitar, hai cổng mic có dây nha. Đó, và con loa này cũng được kết nối Bluetooth là 5.0, có những cái ngõ kết nối như audio out nha, audio out, audio in để mình kết nối với những cái thiết bị ở ngoài bằng cái jack 6.5 ly đó, jack con sen. Và con loa này thì mình có thể chỉnh được nhạc là bass, chép, vô nhạc. Còn mình chỉnh micro là bass, là chép, là micro, là echo, delay, reverb nha. Nó có echo, reverb và echo để nâng cái giọng mà mình hát karaoke nó hay hơn. Đó, và đi theo con loa này là một cặp mic UHF nha, một cặp mic kim loại nha anh chị. UHF mình có thể tăng giảm âm lượng của mic, và mình có thể set được tần số trên mic nha, mỗi lúc mà